đây chụp ảnh với khách thì cả nhà. Chụp ảnh với Thi em, chụp Thi đây kìa. Chụp sinh vía lấy vía. Thi hả? Ừ, Thi đó, chủ quán đó. Chụp ra xin lấy cái lấy vía lấy hình. Xin vô đây nè. Đứng cái Thi, đứng cái Thi kìa, đứng cái Thi à. Để em nhờ phải vô đây nè. Em chụp cho chị tắm nha. Xin chụp tắm chứ. Người ta lặn lội người em tới đây đó. Chụp kìa, chụp đi em. Đấy, tôi thấy chụp khách hình với khách cho cả nhà. Chụp đi em kìa, chụp đi em. Cả nhà ơi, tôi thấy là cả nhà, tôi thấy đẹp quá nha. Mưa rồi em ơi. Chưa đó. Chụp đi em, chụp không? Chụp đi đi. Chụp lấy xin lấy cái phía hên. Thì hên lên thì rất là hên lắm. Thấy biểu may mắn là thấy biểu may mắn thì đây em. Rồi rồi chụp đi em. Rồi. Quá trời cho đẹp luôn. Rồi mấy em sẽ rất là may mắn nha, tại vì thì rất là có như người ta nói là đến xin vía thì á, vía hên á. Đây giờ mà chụp ảnh với khách rồi cả nhà. Đấy rất là đông khách luôn cả nhà. Hôm nay là cuối tuần tối thứ bảy cả nhà. Đeo vàng nhiều cả nhà.
Thứ bảy nha cả nhà, nhưng mà rất là đông khách luôn á. Không có rồi. Rồi Giang Quý chúc cho cả nhà có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Rồi cả nhà hãy đến địa chỉ là 546 An Dương Vương, phường 10, quận 6 để ăn gỏi đu đủ tươi hy nha cả nhà. Rồi 6 phút rồi.